Ngân hàng Nga ấn định thời gian chính thức cho chương trình thí điểm đồng rúp kỹ thuật số. Một báo cáo từ Fireblocks đã tiết lộ về một lỗ hổng nghiêm trọng đe dọa sự an toàn của hàng triệu ví tiền điện tử. Pháp tăng cường sửa đổi các quy định về crypto nhằm tuân thủ hoàn toàn luật MiCA của EU. Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn mới, tiến sĩ Nicholas tiếp tục có những chia sẻ mới nhất về tình hình KYC trên mạng Pi. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Trong một thông báo vào ngày 9 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ sẽ bắt đầu thí điểm đồng rúp kỹ thuật số của mình với các ngân hàng, người dùng và doanh nghiệp vào ngày 15 tháng 8 tới. Chia sẻ về sự phát triển mới, Olga Korobogatova, giám đốc thứ nhất của Ngân hàng Nga cho biết, việc khởi động các hoạt động thử nghiệm với đồng rúp kỹ thuật số thực là giai đoạn quan trọng nhất của dự án. Điều này cho phép ngân hàng kiểm tra hoạt động của nền tảng đồng rúp kỹ thuật số và đảm bảo rằng đường dẫn khách hàng thuận tiện và dễ hiểu đối với người dùng. Ngân hàng Trung ương tiết lộ rằng, từ ngày 15 tháng 8, những đối tượng tham gia từ 13 ngân hàng được chọn sẽ bắt đầu chi tiêu và sử dụng đồng rúp kỹ thuật số tại 30 địa điểm được chỉ định trên 11 thành phố. Trong thời gian thí điểm, người dùng sẽ có thể tạo tài khoản hoặc ví, thực hiện chuyển khoản ngân hàng hoặc thực hiện thanh toán tự động và mua hàng bằng mã QR. Thông báo cũng nhấn mạnh rằng, thử nghiệm sẽ liên quan đến một phiên bản thực của tiền kỹ thuật số. Một báo cáo từ công ty cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Fireblocks đã tiết lộ rằng hơn 15 nhà cung cấp và dự án ví tiền điện tử được sử dụng rộng rãi có thể gặp nguy hiểm do một lỗ hổng có khả năng khiến hàng triệu ví tiền điện tử bị xâm phạm. Theo báo cáo, Fireblocks cho biết một loạt lỗ hổng có tên là Big Four đang ảnh hưởng đến các ví sử dụng công nghệ tính toán đa bên MPC, cho phép nhiều bên kiểm toán và quản lý việc nắm giữ tiền điện tử. Nếu không được xử lý, việc lộ thông tin sẽ cho phép những kẻ tấn công và nội gián rút tiền từ ví của hàng triệu khách hàng bán lẻ và tổ chức chỉ trong vài giây mà người dùng hoặc nhà cung cấp không hề hay biết. Đáng chú ý, Fireblocks tiết lộ rằng các lỗ hổng Big Four đã ảnh hưởng đến nhiều nhà cung cấp ví hàng đầu, bao gồm Coinbase, Zengo và Binance. Tuy nhiên, sau khi được báo cáo, ba công ty đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 9 tháng 8, chính quyền Biden đã công bố khởi động cuộc thi thử thách an ninh mạng với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, mở ra cơ hội cho tất cả các hacker tham gia đóng góp các giải pháp để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ khỏi các lỗ hổng an ninh mạng. Cụ thể, đến đầu năm 2024, giai đoạn sơ loại sẽ chọn tối đa 20 đội có thành tích cao để tiến vào vòng bán kết DEFCON 2024, một hội nghị an ninh mạng lớn. Trong số này, tối đa 5 đội sẽ được nhận được phần thưởng $2 triệu mỗi đội và đi tiếp vào vòng chung kết DEFCON 2025. Theo một thông cáo báo chí chính thức từ Nhà Trắng, ba đội dẫn đầu sẽ cạnh tranh để giành các giải thưởng phụ bao gồm giải thưởng trị giá $4 triệu cho việc bảo vệ tốt nhất phần mềm quan trọng với tổng giá trị phần thưởng lên đến gần $20 triệu. Cuộc thi này quy tụ hàng loạt doanh nghiệp AI nổi tiếng như Anthropic, Google, Microsoft và OpenAI. Những nhà lãnh đạo đầu ngành này sẽ đóng góp công nghệ của họ cho cuộc thi. Đối với những doanh nghiệp nhỏ muốn tham gia cuộc thi, ban tổ chức cũng cam kết sẽ hỗ trợ tài chính lên đến $1 triệu như một phần đảm bảo đa dạng các đối tượng tham gia cho cuộc thi. Trong một thông báo vào ngày 10 tháng 8, Cơ quan Quản lý Tài chính của Pháp, gọi tắt là AMF, cho biết nước này hiện đã sửa đổi các yêu cầu đăng ký đối với các công ty tiền điện tử để phù hợp hơn với các quy định mới của Liên minh châu Âu EU đối với lĩnh vực này. Được biết, các quốc gia thuộc EU đang ráo riết chuẩn bị cho việc áp dụng quy định thị trường tài sản tiền điện tử, hay còn gọi là MiCA, mới được hoàn thiện gần đây nhằm điều chỉnh các tài sản kỹ thuật số và các công ty cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực này. MiCA sẽ có hiệu lực trong 12 đến 18 tháng tới. Pháp, nơi đã có chế độ cấp phép toàn diện cho các công ty tiền điện tử, đang chờ một số thay đổi để tuân thủ MiCA, đã trở thành điểm đến thu hút các công ty trong ngành. AMF cho biết các yêu cầu đăng ký nâng cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và sẽ là bắt buộc đối với những người chơi mới muốn cung cấp bất kỳ dịch vụ nào được quy định. Những thay đổi này sẽ cho phép triển khai quy trình theo dõi nhanh đối với việc cấp phép cho các công ty đã hoạt động tại quốc gia được phê duyệt. Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC đã đệ đơn kháng cáo tạm thời đối với bản án xét xử chống lại Ripple, quyết tâm khẳng định rằng XRP là chứng khoán. Theo đó, thử nghiệm mới sẽ bắt đầu vào quý 2 năm 2024, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024,
giới SEC bày tỏ lo ngại về các vấn đề có thể phát sinh từ phán quyết trong vụ kiện với Ripple. Về phía mình, giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderotti cho biết rằng SEC không có quyền kháng cáo, đồng thời nhấn mạnh rằng Ripple sẽ gửi phản hồi vào tuần tới. Được biết, vào tháng trước, thẩm phán Storrett đã ra phán quyết cho rằng XRP không phải là chứng khoán liên quan đến giao dịch mua bán theo chương trình. Đây được xem là một chiến thắng ban đầu của Ripple sau vụ kiện kéo dài hơn 3 năm với SEC. Tiến sĩ Nicholas Kokalis tiếp tục có những chia sẻ mới nhất về tình hình KYC của mạng Pi, cũng như tiết lộ những bất cập xung quanh việc thực hiện KYC trên quy mô lớn cho toàn mạng lưới với hơn 47 triệu thành viên. Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Open Magazine, một tạp chí nổi tiếng ở Ấn Độ, tiến sĩ Nicholas cho biết hiện mạng Pi đã thực hiện KYC cho hơn 5 triệu Pioneer. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Pioneer di chuyển số dư Pi của mình về Mainnet. Chia sẻ về lý do không thực hiện KYC trên diện rộng cho các Pioneer, tiến sĩ cho biết vì mạng Pi đang ở giữa một trong những cuộc di chuyển blockchain lớn nhất trong lịch sử, nên việc hoàn thành các quy trình này cho hơn 47 triệu Pioneer tham gia không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Theo tiến sĩ, các lựa chọn chiến lược của họ chủ yếu dựa trên triết lý về tính toàn diện của Pi, đảm bảo rằng mọi người trên khắp thế giới đều có thể KYC và tham gia vào Mainnet, đồng thời cam kết đảm bảo rằng mọi Pioneer đủ điều kiện đều sẽ được hỗ trợ để vượt qua KYC. Đồng thời, tiến sĩ cũng nhấn mạnh rằng mạng Pi luôn duy trì chính sách nghiêm ngặt về một tài khoản cho mỗi người. Đây là nền tảng cho tầm nhìn của Pi nhằm xây dựng một hệ sinh thái ngang hàng thực sự và trải nghiệm trực tuyến. Giải pháp Pi KYC mở rộng quy mô để xác minh một hệ sinh thái của con người thật, không phải các bot và các tác nhân độc hại khác, hiện thực hóa tầm nhìn này. Coinbase đã chính thức mở mainnet cho mạng Layer 2 Base của mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng và mở ra một cơ hội phát triển mạnh mẽ cho mạng lưới. Được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2, vào thời điểm đó, Coinbase đã tiết lộ kế hoạch phát triển Base thông qua việc sử dụng mạng OP của Optimism. Những tháng tiếp theo, chứng kiến sự phát triển và thử nghiệm chuyên sâu, đỉnh điểm là bản phát hành ngày 13 tháng 7, cho phép các nhà phát triển truy cập vào mạng. Khi ra mắt chính thức, một hợp đồng proxy cổng thông tin đã được cung cấp, cho phép người dùng kết nối tài sản ETH của họ với mạng Base. Mạng Base đã phát triển vượt trội trong thời gian qua, thu hút hơn 100 DApp và các nhà cung cấp dịch vụ tích cực hoạt động trên mạng. Một số gã khổng lồ đáng chú ý trong ngành như Uniswap, AIV và Chromefrog cũng là một trong số những người chơi nổi bật đã tạo dựng được vị thế của mình trong hệ sinh thái Base. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ lùi về mốc 1,222 nghìn tỷ đô la, giảm 0,6% trong 24 giờ qua. Bitcoin điều chỉnh về 29.517 đô la, giảm 1% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.852 đô la, mất 0,5% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 241 đô la. CryptoLeftVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.